Nếu bạn chưa biết Kanban thì clip này sẽ dành cho bạn. Đây là cách cân bi bằng trung điểm song song anh em nhé. Đầu tiên anh em lấy từ tâm bi mục tiêu đến tâm lỗ này, rồi xác định trung điểm giữa cái tia đó. Đây, đây là trung điểm. Xong rồi anh em từ cái trung điểm đó nối một cái đường thẳng tới tâm lỗ đối diện. Đó, và bắt từ tâm bi mục tiêu, à tâm bi chủ song song với cái đường song song với cái đường vừa nãy mà mình vừa phát á, thì cái điểm cuối của cái đường song song đó sẽ là điểm chết của anh em nha. Này là do clip mình, cái góc quay mình quay vậy nhìn nó không song song như thực ra ngoài đời nó song song anh em nha. Lại nha, trung điểm bắt tia thẳng song song với tia đó và đánh vào điểm cuối. Khi mà anh em thực hành và tập luyện đủ lâu á, thì anh em chỉ cần đứng này nó ho đo bước chân qua vào bộ và đánh là xong đó. Nhưng mà cái kiểu này, cái cách này chỉ dành cho vài trường hợp thôi. Còn ví dụ như trường hợp này đó, thì nó bị lật cái bi mục tiêu quá nhiều đi, nó lật bi mục tiêu quá nhiều đi thì anh em phải sử dụng tới nút số anh em nhé. Và clip sau mình sẽ nói về cân bằng bằng nút số anh em nhé. Xin chào anh em.